Hai xin chào quý vị, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Hữu Thọ Channel nha quý vị. Thì trong bản tin đó là ngày hôm nay đó quý vị, thì em cũng muốn lên là em cập nhật cho quý vị một cái thông tin. Thì em vừa nhận được một nguồn thông tin này nghe nó rất là buồn và cũng rất là bức xúc quý vị ạ. Thì quý vị và các bạn cũng biết có một cái kênh YouTube là Lạc Phong đúng không quý vị? Và trong ngày hôm nay á thì cái nguồn thông tin là anh Lạc Phong thì đã điện thoại lên xin lỗi anh Thám Tử Cung. Về những cái vấn đề là anh ta có lên live stream xúc phạm chửi Thám Tử Cung gì đó, đòi trong 3 ngày bắt anh Thám Tử Cung mình phải xóa kênh, là bắt buộc là phải bye mau rất là nhiều. Nhưng quý vị cũng thấy là trong cái buổi live stream là buổi tối ngày hôm qua đó, là anh Thám Tử Cung đã đưa những cái cuộc điện thoại lên trên mạng xã hội là những cái lời xin lỗi là của anh Lạc Phong mình đến anh Thám Tử Cung. Thì em nghe thì em cũng hơi bị nhói lòng, nó cũng hơi là có nhói lòng nhẹ vậy ạ. Tại vì cái vấn đề là liên quan tới Lạc Phong thì cũng từng lên trên mạng xã hội như là công kích vào Thám Tử Cung, chỉ xóa Thám Tử Cung và đưa rất nhiều thông tin bằng chứng là liên quan tới Thám Tử Cung. Thật là quý vị cũng biết là cũng đã làm những lá đơn đòi thưa kiện về vấn đề là của anh Thám Tử Cung. Nhưng một cái sự việc thôi là Lạc Phong chỉ lên nói lên live stream, chỉ nói có vài câu liên quan tới Thám Tử Cung mà anh ta đã tỏ ra những cái thái độ là làm cho rất là nhiều người hoang mang, rồi rất là nhiều người cô dì chú bác sẽ hiểu sai cái ý, hiểu sai cái vấn đề là tại sao lại là lên xin lỗi, là đính chính xin lỗi là Thám Tử Cung, mong Thám Tử Cung bỏ qua để anh Thám Tử Cung ghi lại cái đoạn ghi âm đó truyền tải lên trên mạng xã hội, làm cho rất là nhiều cô dì chú bác người ta đang phân vân về những cái vấn đề này. Có một số phe đối lập á thì lại lên chia sẻ những cái câu chuyện này rất là hay, chia sẻ như thật vậy đó vậy, phe đối lập á thì lại chia sẻ những cái vấn đề này, nói là Lạc Phong và Thám Tử Cung lại là một ruột, hai người này đang tạo ra những cái chiêu trò tạo ra cái xì canh đan hết hết Lạc Phong tới Điền Võ. Bây giờ trên tay các em á là chai mật ong rừng Miếng Trắc được lấy từ rừng U Minh, một lít á thì nó có giá là 1,5 triệu, một chai này á thì nửa lít thì nó có giá là 750 ngàn. Thì em sẽ bao ship là toàn quốc nghe quý vị. Thì quý vị nào có mua thì liên hệ số điện thoại thì em để bên dưới, và em cũng xin cảm ơn quý vị. Giờ tới Thám Tử Cung ba người là chung một giọt với nhau, em nghe thì em cũng hơi buồn. Tại cái câu chuyện á thì quý vị cũng biết là liên quan tới vấn đề là những anh em này là ủng hộ cô Sơn Nguyễn Phương Hằng, thì mình rất là yêu quý anh em. Nhưng bây giờ những anh em làm những cái câu chuyện càng ngày, quý vị thấy không, có rất là nhiều người bắt đầu có nghi ngờ những cái vấn đề này. Mình muốn giải thích, mình muốn binh vực cũng không biết làm sao binh vực. Tại vì những anh em làm càng ngày á thì càng thấy rất là rõ. Như cái vấn đề như là Lạc Phong điện thoại xin lỗi cho Thám Tử Cung thôi, anh quý vị cũng biết là anh Lạc Phong cũng từng nhiều lần lên đấu tố là Thám Tử Cung, và từng nhiều lần tung những cái bằng chứng, những cái thông tin liên quan về tới anh Thám Tử Cung rất là rõ ràng. Để vì anh ta tấn công vào anh Thám Tử Cung được rất là nhiều cô dì chú bác người ta yêu quý, người ta yêu thương đó. Thì anh ta lên, bây giờ anh ta lên tiếng thì xin lỗi, thì có rất là nhiều người sẽ hiểu theo một cái ý khác. Như là cô dì chú bác nếu mà yêu thương kênh Lạc Phong thì người ta sẽ hiểu theo một vấn đề, thì Lạc Phong á thì biết sai thì nhận sai thì lên xin lỗi. Nhưng còn một số người khác thì lại nhận xét cái cách khác, lại nói là Lạc Phong đang sợ sệt, sợ bị Thám Tử Cung kiện, hoặc là Lạc Phong đang sợ cái vấn đề đưa thông tin hình ảnh của Thám Tử Cung rồi bị Thám Tử Cung đưa lên cơ quan chức năng để cơ quan chức năng làm việc rõ cái vấn đề này. Rồi sẽ có nhiều người đồn đoán thông tin là những anh em như là Điền Võ hay là Lạc Phong đã từng bị cơ quan chức năng mời làm việc rồi, và bắt đầu biểu hiện những rõ những vấn đề là sợ sệt, không muốn dính líu vào những cái vấn đề là chửi người khác trên mạng xã hội, hay là xúc phạm người khác trên mạng xã hội, hay là đưa những cái thông tin của người khác lên trên mạng xã hội. Có rất là nhiều người sẽ hiểu theo nhiều ý, đúng không quý vị? Nói chung á thì 9 người thì 10 ý, không ai mà giống ai được, không ai hơn ai được. Nhưng cái câu chuyện mà cái khúc mắc từ đây, tự nhiên á thì mình nên tấn công, Linh đang tấn công một người, bây giờ mình ngỏ lời mình xin lỗi một người, thì bên kia thì cũng tốt bụng lắm, cũng chấp nhận những cái lời xin lỗi đó, cũng nói chuyện rất là nhẹ nhàng. Em á thì chia sẻ cái câu chuyện này mà em thấy nó làm sao đâu vậy. Không lẽ cái cục diện mà càng ngày á, thì thấy không, càng ngày thì gió hành theo càng đổi ở chiều chứ vậy. Có nhiều người cô dì chú bác lại vào bình luận là nói comment thế này thế kia, nói là em á thì lên làm clip á thì hai ba mặt thật là bên không có công tâm. Nhưng thật chắc cái câu chuyện nào á có trên mạng xã hội thì em chia sẻ cho quý vị và cô dì chú bác biết. Có nhiều người nói em á thì bên này mà bỏ bên kia, em không có bên nào hết, bên nào làm đúng thì mình nói đúng, bên nào mà đưa những thông tin nào mà sai mình nói sai.
Còn cái sự việc như là Thám Tử Cung đưa lên đó chính là những cái lời nói là của anh Lạc Phong, chứ không phải là anh Thám Tử Cung bịa chuyện ra. Nếu mà em muốn binh anh Lạc Phong em cũng không thể nào mà binh được. Tại vì cái đoạn ghi âm đó là cái cuộc điện thoại đối thoại giữa hai người, không thể nào mà chối cãi được. Mình nghe tiếng là mình biết anh Lạc Phong rồi, thì mình không thể nào mà mình chối cãi được cái đoạn ghi âm đó. Quý vị biết là anh Lạc Phong điện cho Thám Tử Cung rồi nói những lời xin lỗi, rồi anh ta nói làm như là anh Thám Tử Cung bây giờ đó là thanh cao và cao thượng đó quý vị. Thế thì biết anh ta chia sẻ, nói trời đó giờ tôi có biết gì nói gì ai đâu, rồi tôi có biết làm cái gì ai đâu, ai nói gì tôi nghe đó, rồi ai chửi tôi bỏ qua. Quý vị thấy không, làm cho người cho cái phe Lương đó đi lên luôn, làm cho phe Lương như là anh Thám Tử Cung bây giờ đi lên luôn, quý vị thấy không. Được cái mối hời á, được cái mối hời là tự mình bia mình luôn, tự mình nói mình tốt luôn. Thì hồi đó thì nghĩ đi, hồi lúc mà cái vấn đề như là Thám Tử Cung chia sẻ những anh em bị cơ quan chức năng mời anh làm việc đó, hoặc là chia sẻ những cái thông tin mà nói là những anh em bị khóa mõm lên làm việc với ông giáo, thì một mực á, thì những anh em lại đính chính lên trên mạng xã hội, đính chính nói là những cái vấn đề là tôi sẽ kiện anh Thám Tử Cung, tôi sẽ làm đơn kiện để cơ quan chức năng kiện anh Thám Tử Cung vu khống xúc phạm tôi trên mạng xã hội. Rồi bây giờ lên tiếng xin lỗi, rồi xin lỗi rồi làm sao đi kiện người ta được nữa quý vị. Quý vị nghĩ đi, bây giờ mở miệng ra nói những lời xin lỗi đó rồi làm sao mà kiện được người ta nữa. Em hỏi đó thì em thiệt quý vị không biết là làm cách nào mà để đưa anh Thám Tử Cung này đi nữa. Có rất là nhiều những nguồn thông tin mà anh em chia sẻ như là kiện anh Thám Tử Cung thì rất là nhiều những anh em vui, hoặc là cô gì chú bác người ta rất là vui. Tại vì cho cái Thám Tử Cung này thì trả giá, không ai kiện được anh ta thì cho những anh em này như là Điện Võ hay là Phong ra mặt để kiện. Bây giờ anh ta lên làm như vậy thì ai bây giờ sao mà kiện được anh Thám Tử Cung nữa, mặt mũi nào mà kiện. Rõ ràng là chỗ đó đúng không vậy? Nói chung là không có mặt mũi nào để kiện đó. Rồi còn cái vấn đề á, thì một số phe đối lập á, như là Duyên Mai, Miêu Mập, Miêu Ốm, Mộng Nguyễn gì đó, Đinh Lan Tặc gì đó, lại chia sẻ gầm gỗ cái câu chuyện này, và chia sẻ rất là rộng rãi trên mạng xã hội, nói rất là nhiều vấn đề. Lạc Phong quay xe chơi thân với Thám Tử Cung, Điền Võ cũng giống dò chơi theo. Thì thấy đó, chỉ là cái một cái mâu thuẫn như vậy thôi là rất là nhiều cái tiêu đề để cho bọn phe đó lập giật lên, và làm cho những phe đó lập có những cái câu chuyện để nói ra trên mạng xã hội là vu khống cho những anh em. Cái đó không phải là, nói chung thì cũng vu khống thật, nhưng mà tại vì anh ta đã làm ra cái vấn đề này rồi, anh ta đã giải thích, anh ta xin lỗi rồi, anh ta đính chính. Nói chung thì anh ta cũng có tình tình, anh ta đính chính với anh Thám Tử Cung là tại vì cái buổi live stream đó là tôi hơi say, tôi hơi sai, tôi xin lỗi. Thì anh Thám Tử Cung nói thì anh ta cũng không có để ý, không có chấp nhận tới cái vấn đề đó, tại anh không có nghe những cái luồng thông tin đó, anh ta chỉ nghe một số khán giả chia sẻ lại thôi, anh ta không có chấp nhận cái chuyện đó. Thôi vì anh Thám Tử Cung cao thượng đúng không vị? Nhiều người nói hai người này, ba người này đang tạo ra cái drama mới, đang tạo cái sự cạnh tranh, tự bóc phốt lẫn nhau, tự đưa nhau lên, tự nhau tự bắt đầu câu view lừa gạt khán giả, là mình nghe mình thấy rất là buồn. Tại vì những anh em này rất là thương ủng hộ bà cô Hằng, cũng từng lên tiếng nói bảo vệ cô Hằng rất là nhiều, nhưng cái vấn đề của cô Hằng thì bây giờ ai lên nói cỡ nào thì cái vấn đề của cô Hằng cũng đợi cơ quan chức năng thì người ta sẽ xử lý cái vấn đề đó. Tại vì những anh em truyền tải những thông tin là một tốt đẹp để yêu thương cô, để yêu quý cô thì mình sẽ yêu quý hết. Thì những thông tin mà liên quan tới cô Hằng là chỉ giúp đỡ là những người nghèo hay bà con gì đó, rất là nhiều người cô dì chú bác yêu quý, mình cũng phải truyền tải những thông tin này để cho cô dì chú bác nhớ tới cái vấn đề là của cô Sơn Ngũ Hoàng từng giúp đỡ cho rất là nhiều người. Đó là như vậy. Còn cái bản tin này ngày hôm nay thì em sẽ muốn lên chia sẻ cho quý vị và các bạn có bấy nhiêu thôi. Tại vì em thấy cái vấn đề như là Lạc Phong ngỏ ý xin lỗi Thám Tử Cung, rồi làm bây giờ trên cộng đồng mạng lại dậy sóng thêm một lần nữa, làm cho cộng đồng mạng lại bắt đầu có tiếng nhóm nhéo với nhau, là nhiều anh em đang có cố tình quay xe, không hiểu là cái sự việc như thế nào, thì mình phải chờ xem cái kết quả là một ngày đến hai ngày để cô dì chú bác nhận xét nghe việc đó. Thì vì các bạn cũng biết thì bản tin thì ngày hôm nay thì em chỉ muốn lên là em chia sẻ cho quý vị và các bạn thì có bấy nhiêu thôi. Thì vì các bạn có xem kênh đó thì cũng nhớ đăng ký kênh và ủng hộ kênh Kem Nghe Việt, kênh Kem là kênh Hữu Thọ Channel. Nói chung kênh Kem đã mất đề xuất rất là nhiều, nên bây giờ em làm clip cũng rất ít anh chị em xem. Thì vì có xem kênh đó thì cũng nhớ xem một like luôn nghe vị, để cho kênh Kem có độ tương tác hơn vị ơi, để em còn động lực mà em làm những video hay hơn cho vị xem. Và thôi thì bây giờ em cũng xin chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo. Em xin chào, bye bye quý vị, bye bye.